các bạn, chúng ta đến cái bước số 9. Cái bước số 9 này là một cái công thức bán hàng rất là đặc thù của mình, mà gọi là công thức bán hàng của Nguyễn Thái Duy. Ok chưa? Và cái công thức bán hàng này nó như thế nào ạ? Mình sẽ dẫn dắt các bạn nó như vậy. Khi các bạn đi bán hàng, bạn phải là người cái năng lượng cao. Ok, cái năng lượng rất là cao. Và mình biểu thị các bạn là ở cái cột bên này, bạn đang là cột dương. Cái con người của bạn nó phải rất là năng lượng, nó phải là cột dương. À, và khách hàng họ đang ở bên này, họ đang là ở một cái cột khác, đó là cột âm. Các bạn như không? Tức là họ chưa biết gì về ta, họ chưa có cái khái niệm về mua hàng, họ chưa hiểu về sản phẩm của chúng ta nhiều. Và nhiệm vụ của các bạn, nó như cái nguyên lý vật lý, nó như là cái nguyên lý khoa học quá. Nhiệm vụ của bạn là các bạn sẽ làm cho khách hàng nó như thế nào ạ? Nó càng ngày nó càng nóng lên, nên là ok chưa? Đây là một cái đường dây nó kết nối qua, và nó làm cho khách hàng càng ngày càng nóng lên. Các bạn nhưng mà truy quá. Nó là bán hàng bạn phải là người có năng lượng. Các bạn hiểu chưa? Năng lượng để các bạn gì? Các bạn truyền năng lượng qua. À, cái người bán hàng là phải tư duy tích cực, là phải luôn luôn năng lượng. Nếu mà bạn bán hàng mà tư duy bạn không tự tin vào chính mình, nhút nhát rụt rè, tư duy tiêu cực, thì bạn không thể bán hàng được. Bởi vì khách hàng của bạn họ cũng đang là suy nghĩ về bạn, họ đang nghi ngờ về bạn mà. Bạn phải là tích cực để bạn truyền cái năng lượng qua. Rồi, bạn truyền cái gì? Khách hàng họ mua hàng theo nguyên lý gì? Tin. Tôi tin anh thì tôi mua, tôi không tin thì tôi không mua. Bạn nên nhớ không? Họ tin. Vậy thì trước khi mà khách hàng gặp bạn, niềm tin của họ với bạn là con số 0. Bạn hình dung chưa? Hả? Và nhiệm vụ của bạn là bạn phải đẩy cái niềm tin lên, đẩy lên. Khi mà niềm tin nó là con số 10 thì họ sẽ mua. Bạn hình dung chưa? Nghĩa là chúng ta phải ra và chúng ta đẩy cái niềm tin lên. Các bạn nên nhớ vậy. Giải thi niềm tin của mình với cái kiệm của mình theo 5 tháng của mình. À, nó không phải 1 điểm 10 mà nó tới 3 điểm 10 hoặc hơn. Ít nhất là 3 hoặc hơn. Điểm 10 thứ nhất chúng ta cần phải trên một phục, đó là bạn phải là chuyên gia. Ok chưa? Bạn phải là chuyên gia trong lĩnh vực đó. Nếu khách hàng không chấm điểm bạn, khách hàng không tin bạn là chuyên gia trong lĩnh vực đó. Nếu bạn là người mà muốn mua với nhà đất cho khách hàng mà khách hàng thấy bạn là rất là non, thì cái niềm tin này nó bị giảm rồi, bị loại ngay từ vòng đầu rồi. Đó. Bạn là người đi bán hoa lan và bạn muốn bán giá trị cao cho khách hàng mà cái niềm tin này, cái bạn nói về hoa lan nó không có chuẩn, nghĩa là niềm tin về tính chuyên gia. Bạn phải nói nó rất là chuyên sâu. Bạn bán hàng trên Facebook thì bạn phải viết những cái bài nó rất là chuyên gia, nó rất là sâu, để khách hàng tin được rằng bạn là chuyên gia. Và từng bước khách hàng sẽ đẩy cái niềm tin lên số 10. Có những khách hàng họ dễ mua thì họ đã mua ngay số 10 đầu tiên. Tuy nhiên, có những khách hàng đó họ mua, họ khó mua hơn, họ cần bạn chinh phục điểm 10 số 2. Đó là thương hiệu của bạn. Thương hiệu sản phẩm của bạn đã có thương hiệu chưa? Ok chưa? Sản phẩm là bạn có thương hiệu chưa? Các bạn thấy như Apple nó rất là dễ bán bởi vì nó đã có thương hiệu rồi. Chính vì yếu tố là ra kinh doanh chúng ta phải đi từng bước xây dựng thương hiệu. Doanh nghiệp nhỏ các bạn cũng xây dựng thương hiệu từng bước. Nó có cái nghệ thuật xây dựng thương hiệu từng bước một. Các bạn xem trong cái lớp marketing, red marketing cho doanh nghiệp nhỏ, mình sẽ chia sẻ các bạn. Tuy nhiên cái tính thương hiệu nó rất là quan trọng, và họ tin về thương hiệu của bạn thì điểm 10 thứ hai được chinh phục. Thì có những người thấy bạn chuyên gia và bạn có thương hiệu, họ đã mua rồi, nhưng có cái đàn họ khó hơn. Các bạn hiểu chưa? Có cái đàn họ khó hơn, họ đòi cái điểm 10 thứ ba. Ok chưa? Đó là họ tin vào cái con người bạn, cái cá nhân của bạn, tin vào con người bạn, tin vào bạn, họ tin vào bạn, tin vào cái con người bạn đó. Thấy bạn là chuyên gia rất là hay, thương hiệu bạn rất là tốt, nhưng mà cái cách sống, cái cách ở, cái cách nói chuyện của bạn họ không có thích. Các bạn hình vô chưa? Thì họ cũng không có mua. Các bạn hình vô chưa? Vậy thì chúng ta bán hàng chính là niềm tin. Và chúng ta đi chinh phục cái gì ạ? Chinh phục ba cái điểm 10 này. Và bạn đang là gì ạ? Là cực dương và cái đang luôn là cực âm. Và chúng ta phải tìm cách đẩy lên. Càng lúc chúng ta càng đẩy lên. Để cái niềm tin nó đạt cái con số 10. Đó, bằng cách là
chúng ta chứng minh họ là chúng ta là tính chuyên gia, nên là các bạn bán hàng về lĩnh vực nào các bạn phải rất là am hiểu về lĩnh vực đó, cực kỳ là am hiểu. Các bạn phải chứng minh rằng là sản phẩm chúng ta có bao bì, nhãn hiệu, xin giấy phép khách hàng đâu đó rất là đàng hoàng. Các bạn phải chứng minh ra được rằng là cái con người bạn nó rất là tuyệt vời. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Và chúng ta thuyết phục khách hàng trên cái cơ sở này. Và bạn phải luyện, mình theo năm tháng mình phải luyện cái này. Chứ không phải là chúng ta bán hàng cho có, cho không, đã đeo đuổi cái nghề kinh doanh, đeo đuổi cái nghề bán hàng. Thì chúng ta phải trở thành chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng, chúng ta phải bán hàng cấp độ 5, cấp độ 6. Và những cái phần trước mình đã nói rồi đó, cấp độ 5, cấp độ 6 là cái cấp độ mà chúng ta bán hàng, chúng ta lãi rất là nhiều. Thì chúng ta mới thành công được. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã theo dõi một cái quy trình bán hàng từ đầu cho tới bước số 9 này. Và cái đây là một cái trong những cái bước tổng kết, nó rất là máu huyết, nó rất là sương máu để mà các bạn tập trung vào, để các bạn làm cho nó tốt. Các bạn nào mà chưa xem những cái phần 1 cho tới phần 8 thì các bạn hãy đăng ký xem để cho nó rõ. Và đây là cái phần số 9. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp vào những cái khóa học sau.